À đây, đây 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 đây. Hello mọi người nha, hello anh em. Mẹ trời mưa. Đúng à. Mưa mưa mưa, trời mưa hỏng mic các bạn ạ. Trời mưa cho nên là bị hỏng mic, hỏng mic. Hello mọi người nha, hello anh em. Mà fuck. Hello anh em nha, xin chào mọi người. Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại buổi livestream của mình ngày hôm nay. Ôi. Đi quay MV về người mệt thật sự luôn đấy. Cống hiến dã man luôn, người mỏi thế nhờ, oải thế nhờ, giá như bây giờ được donate tiền đi massage thì tuyệt vời quá đấy. Ôi, người mỏi thế nhờ, khiếp, mỏi hết cả người luôn đấy. Hello mọi người nha, hello anh em. Đấy, chào anh em, màu hóc chết cha rồi, tôi quên chưa cạo râu nữa, anh em đợi tí tôi cạo râu phát mà sao trông tôi thì phải trông tiều tụy vãi lìn thề, đéo hiểu kiểu gì. Nhưng mà tôi phải cảm giác nó thật với các bạn nhá. Đi quay cái MV xong cảm giác như là già đi mẹ 10 tuổi các bạn ạ. Thật, cảm giác như già có mẹ đi 10 tuổi luôn. Tóc tôi bạc hết, tóc bạc hết mà. Quay MV xong phát bạn make up nhá. Đây, không phải là tôi kiểu thấy tóc tôi bạc đi đâu, mà là bạn make up, bạn ấy make up tôi, bạn ấy làm tóc của tôi. Cái bạn stylist, bạn hair stylist, đúng rồi, bạn ấy làm tóc của tôi xong. Buổi sáng bạn làm xong, đến tầm buổi chiều tối bạn ấy chỉnh lại một lần nữa, bạn bảo ui anh ơi sao tự nhiên tóc anh nó lại bạc nhiều thế nhỉ, lúc sáng em có thấy nó bạc nhiều như thế đâu. Em bảo ui em ơi, quay cái MV này xong anh bạc hết mẹ tóc luôn chứ, chứ còn gì nữa, bạc tóc thật. Quay cái MV xong bạc tóc thật luôn, mà phát các bạn đợi đi tôi cắm lại cái đèn này cái đấy, thế là bạc tóc khổ quá, đợi tí cạo râu phát trông cho nó đỡ tiều tụy nào. Nhớ anh quá, lâu lắm mới coi anh được á. Đâu? Áo đẹp thế anh. À, cái áo này của tôi chắc là phải, tôi mặc cũng phải 3 năm nay rồi ấy. Nhưng mà lâu rồi tôi không mang cho tôi mặc ấy, thề. Cái áo này phải 3 năm nay rồi, đã rất là lâu rồi. Máy cạo râu mua bao tiền á? Máy này chị gái tôi mua cho á. Mấy cái đồ mà kiểu cạo râu là chị gái, toàn chị gái tôi mua cho à? Chả hiểu sao, sinh nhật, đâu, không phải sinh nhật. Cái cạo râu nhỏ này ấy, cái cạo râu nhỏ này thì là bà ấy mua tôi, bởi vì cái này hình như là rẻ thôi. Mua cho bố, mua cho cả tôi các kiểu cơ. Thế xong rồi, đến sinh nhật tôi năm vừa rồi, bà mua tặng cho tôi một cái máy cạo râu đi, size to hơn, tôi để trong phòng tắm cơ. Còn cái máy này để ở trên này là thỉnh thoảng kiểu lúc nào mình sờ sờ và mình thấy kiểu nó gọn gọn lên cái là mình lấy mình cạo luôn, cho đỡ ngứa tay. Còn chị gái Huyền á? Gái Huyền không, không phải. Gái tôi thật, chị gái tôi thật. Các bạn, tôi có chị gái mà các bạn. Tôi vẫn kể cho các bạn nghe đấy, một người chị gái nuôi nhưng mà như là một người chị gái ruột đấy. Trời ơi. Ok, thế thì là đấy, tinh thần thì tinh thần thì anh em biết rồi đấy. Có rất nhiều rất nhiều chuyện để kể cho anh em nghe luôn, có rất nhiều thứ muốn cho anh em xem nhưng không thể cho anh em xem ngay được. Cũng như là về vấn đề là về bảo mật thông tin, cũng như ở đấy đại loại là về vấn đề bảo mật thông tin của MV, rồi là bảo mật thông tin cho ekip, cũng như là các tất cả mọi thứ. Thì tất cả anh em trong đoàn, tất cả anh em ekip trong đoàn là không một ai, không bất kỳ không một ai được phép leak hay là spoil bất kỳ một cái hình ảnh gì có xuất hiện bối cảnh cũng như là các nhân vật ở trong MV. Để tôi kể cho các bạn. Là ngày hôm qua bọn tôi ngày hôm thứ bảy, chiều hôm thứ bảy là bọn tôi bắt đầu khởi hành từ Hà Nội về Hạ Long. Bọn tôi về đến nơi thì nghỉ ngơi, ăn uống xong bắt đầu nhận phòng nghỉ ngơi. Rồi sáng ngày hôm sau là 6 giờ sáng đã phải quay rồi. Tức là sáng ngày hôm qua 6 giờ sáng đã phải quay rồi. Thì ekip lần này đi thì nói thật với anh em là trước giờ ấy, không phải là không có tiền thuê đấy, để giải thích lại với anh em nhé, không phải là không có tiền thuê hay là không phải là không có tiền để làm việc với một ekip khác hay như nào đấy, hay là một ekip xịn sò hơn, mà vẫn là ekip cũ. Tức là sao, từ say em cho đến Green Love, đến bây giờ là Query, vẫn là ekip cũ. Bởi vì trong ekip hầu như toàn là anh em người quen, toàn là anh em thân thiết, làm việc với nhau quá quen thuộc rồi, quá hiểu nhau và quá hợp nhau rồi. Thế cho nên là mọi người
tôi vẫn sẽ làm việc với lại cùng với lại anh em, và anh em không phải là kiểu như là bỏ ra một đống tiền để thuê là anh em ơi đây tao vất chúng mày đống tiền là chúng mày làm đi cho anh, không phải như thế. Mà đây là anh em làm bằng cả tâm huyết, tức là không phải chỉ làm cho sản phẩm cho tôi mà là chúng nó cũng làm sản phẩm cho chúng nó luôn, bởi vì anh em cùng với nhau, cùng nhau phát triển, cùng nhau đi lên ấy, kiểu kiểu dạng như vậy ấy, để cho cùng nhau, ví dụ như nhạc của tôi, MV của tôi ngày càng đẹp hơn, khả năng của chúng nó ngày càng tốt hơn ấy, kiểu kiểu như thế. Đó, thì ekip ngày hôm qua đi, ekip ngày hôm qua quay MV rơi vào khoảng tầm 60 người. Ekip ngày hôm qua rơi vào khoảng tầm 60 người. Ủa, đông dã man. Các bạn ạ, ekip hơn chứ 70 người. 70 người lận. Ừ, đông dã man luôn. Thề. Cái gì kia? Lại chửi thằng Mọi á. Thằng Mọi lại chửi tôi đen á. Này, nói thật luôn nhá. Ra con mẹ ngoài đây. Ra mẹ mà ngoài đường đi. Xong rồi đứng con mẹ mà cạnh bố mày đi. Xem là thằng nào đen hơn. Mảo phắc. Hơi bị trắng đấy. Đừng có khinh thường nhá. Chuẩn bị đợi đi. Tôi sẽ release nhạc vào ngày mùng 1 tháng 6 Quốc tế Thiếu Nhi nhá. Đợi đi, ngày mùng 1 tháng 6 lên xem đi. Địt mẹ hơi bị đẹp trai luôn. Vãi cả lồn ra luôn đấy. Thề, hơi bị đẹp trai luôn. Chứ đi bạn ngồi đấy mà chửi người ta là đen với lại cái hơi bị đẹp trai luôn. Trời ơi, tinh thần là chủ nhật có chuyên free music. Đúng rồi, chính xác. Chủ nhật này có giải phủi âm nhạc chuyên free như thường lệ hàng năm đấy. Nhá. Em không cần tò mò MV, em chỉ cần xem gương mặt anh thôi á. Xăm lồn. Em chỉ cần xem gương mặt anh thôi. Thôi rồi, đấy, thế bỏ qua mấy thằng NPC đi. Thì để kể tiếp, thì là ekip đi qua MV lần này đâu đấy rơi vào khoảng tầm 70 người. Thì lần này có thể, tôi không biết nhá. Tức là từ trước đến giờ ấy, thì tôi không biết là trong MV của mấy tôi cũng có để ý, tức là tôi không có xem nhiều được hết toàn bộ những cái MV ở trên cái đất nước Việt Nam này. Thế nhưng mà bình thường ấy, mấy cái MV mà kiểu như là đóng cypher này, hoặc là kiểu MV mà hip hop kiểu dạng như tổ đội lớn ấy, người ta đến người ta quay ấy thì không nói làm gì. Thế nhưng mà một MV của một streamer không địt mạng của một rapper đi, vãi lồn, sợ đéo gì. Tầm này sợ cái đéo gì. Ca sĩ mẹ luôn đi. Ừ, tầm này sợ cái gì, đúng không? Tầm này thì mẹ. Đấy là có rất 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 nhiều anh em rapper làm cameo. Thì tôi mời rất không, thực ra là không cần thiết là phải nhiều đến như thế. Thế nhưng mà anh em tôi có, và anh em cũng rất là hồ hởi, và anh em rất là nhiệt tình khi mà tôi mời cũng như là rủ anh em, bảo là anh em có muốn tham gia không, anh em đi chơi cho nó vui hay như nào đấy. Thì anh em rất, tất cả anh em đều rất là hào hứng và anh em tham gia. Thì có bên chuyên phi thì rất tiếc là Hanh lại không đi được, bởi vì là chị gái Hanh cưới vào đúng ngày tôi quen Vi. Đấy, thì là Hanh ở nhà. Có mỗi Hùng thôi, Hùng thì chắc chắn phải đi rồi. Hùng là người sản xuất beat bài này mà Hùng lại đéo đi thì vãi lòng. Đấy, Hùng là chắc chắn phải đi rồi. Đấy, thế là Hùng. Bên chuyên phi thì có mỗi Hùng thôi với tôi. Đấy, còn lại thì bên anh em gọi là hip hop, cũng như là mấy anh em mà tôi chơi thì cũng ví dụ như kiểu như là Spidey Boy này. À, tiếc là Origin ốm không đi được. Buồn, tôi cũng khá là buồn bởi vì có rất là nhiều những cái bài của tôi, cũng như rất là nhiều những cái dự án của tôi mà Origin không đi được. Nó có rất là nhiều những cái đen, nói chung là đen thôi thì chịu. Đó, thì Origin không đi được thì có Spidey Boy này, có Casey, có MC Blue này, có Phong Khìn, ui, có đông lắm. Đấy, đại loại là mấy anh em mà bọn tôi hay chơi, mấy anh em loanh quanh chơi với nhau đấy, thì là anh em đều đi đóng cameo giúp. Đấy, Permu, đấy, có cả anh Phong Phong, chủ của Lelin Skate Shop nữa, đấy, cũng đi đóng cameo luôn. Đấy, nhiều lắm, mấy anh em đi đóng, thế là anh em bọn tôi tiện, coi như là có một chuyến bọn tôi đi họp lớp luôn. Nó giống như kiểu một chuyến anh em bọn tôi đi họp lớp ấy. Tại loại như vậy, thực ra là hình ảnh nhiều lắm. Hình ảnh rồi là mọi người clip, rồi là các thứ hậu trường mọi người quay lại nhiều lắm. Thế nhưng mà tôi không thể cho các bạn xem trước được ấy. Tại bởi vì nó cứ bị dính kiểu quần áo, đồ đoàn, rồi là nhân vật cũng như là bối cảnh, cũng như là những cái set trong MV ấy, cho nên không thể cho các bạn xem được. Đó, thế nhưng mà không có MCK à?
MCK với lại cả Trung Trần là nhân vật chính rồi còn gì nữa. Trời ơi. Bài này thì cũng chẳng giấu cho các bạn, bài này thì là bài tôi với lại cả Trung Trần với lại cả MCK. Thực ra là Trung Trần với MCK là anh em tham gia vào featuring cho nó vui. Đấy, cũng không đại loại như vậy. Cũng không biết là đến tai anh em thì nghe nó sẽ như thế nào. Thế nhưng mà bài này nói thật với anh em là bọn tôi không biết là anh em nghe thì anh em thấy sao, nhưng mà bài này là bài mà tôi viết từ cái lúc mà tôi vẫn còn newbie đấy. Tức là sao? Tức là cách đây khoảng đâu đấy khoảng gần 2 năm. Đấy là tôi viết bài này, còn hoàn thiện nó và cho ra mắt bản final là vào cách đây khoảng 1 năm rưỡi. Đấy, tức là vào khoảng tầm nó rơi vào khoảng tầm cuối năm 2020 là bọn tôi hoàn thành final. Đấy, còn khoảng giữa năm 2020 là tôi viết bài này. Đó, thì nó là cách đây khoảng 2 năm rồi. Thì không biết là bây giờ ra mắt thì các bạn nghe nó như thế nào. Thế nhưng mà đéo hiểu sao đi bạn. Im quả demo đéo gì gần hơn 1 năm trời, gần 2 năm trời xong bắt đầu mới up lên ạ. Màu fuck. Dã man thật đấy. Này, bài này tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ release nó ở trên kênh Chuyên Free các bạn ạ. Để kênh nhạc riêng ra, còn kênh game gủng các thứ riêng ra. Hợp lý không? Chứ chẳng nhẽ up lên kênh chính thì up lên kênh chính nó có ảnh hưởng gì không? Các bạn có up lên kênh chính không được, up lên kênh chính nó bị dính clip game. Thôi để tôi up kênh nhạc riêng, tôi up kênh Chuyên Free nhá. Để tôi up lên kênh Chuyên Free. Chứ up kênh chính nó lại dính clip game. Thôi mà up hết Chuyên Free luôn cho nó nhanh. Kênh nào chả là kênh của tôi. Kênh nào chả là kênh của tôi. Quan trọng gì? Cái quan trọng là anh em ủng hộ là được rồi. Chứ còn kênh nào chả là kênh của tôi. Đúng không? Vấn đề gì đâu. Ui, cảm ơn Aris nha. Cảm ơn em. Ui, mô tô luôn á. Cái mô tô là bao tiền đấy. Dã man thật sự đấy. Chơi gì á? Tôi chưa nghĩ ra là tôi chơi gì đã. Còn có cả, hình như là còn có cả Street Dance. Tôi còn chưa xem nữa cơ. Chắc là sẽ xem Street Dance. Các thứ. Ừ, nhạc thì up bên Chuyên Free, còn bên kênh chính của tôi thì up clip game rồi là vlog các thứ. Đấy, nó có hai kênh các thứ để mình up nhạc cho nó sướng, đúng không? Tội gì. Thế là vừa nãy là đang kể dở cho anh em câu chuyện là đang đi quay MV thì cũng chưa kể hết. Đấy, đại loại là hôm qua thì có một bạn và những anh em nào vào sau thì để tôi nói chuyện lại một chút. Thì ngày hôm qua này bọn tôi có đi quay cái MV, cũng là ca nhạc ca nhẽo các thứ linh tinh thôi. Thì cũng xong rồi. MV cũng hy vọng là nó là một cái MV đầu tiên ở Việt Nam với cái phong cách và cái đại loại là với cái kiểu như vậy. Thì hy vọng nó sẽ là một cái MV đầu tiên ở Việt Nam mà mang đến cho các bạn cái cảm, một cái trải nghiệm mới, một cái cảm giác mới, nói chung là những cái gì nó mới mới. Đại loại như vậy. Đấy, hy vọng là như vậy. MV này thì dự mắt ra kiến sao lại dự mắt ra kiến? Ừ đúng rồi, dự mắt ra kiến là vào khoảng ngày mùng 1 tháng 6 nhá. Đúng ngày quốc tế thiếu nhi luôn, cho nó tuyệt vời. Bởi vì là tôi tính từ giờ cho đến trong tháng 5 này đéo có một cái ngày nào kiểu nó ý nghĩa cả để mà anh em mình ra mắt MV ấy. Thế thôi, mình dự mắt ra kiến khoảng tầm mùng 1 tháng 6 là chuẩn rồi đấy. Đó, thì nói chung là hay đấy. Anh em tôi hôm qua quay xong xem playback các thứ là thấy sướng lắm đấy nhá. Thấy kiểu ui đi mà anh em về. Anh em ai sướng luôn, anh em kiểu ui MV các thứ mọi người sướng lắm đấy. Đại loại là hay đấy. Hy vọng là thôi, đợi đến lúc ra mắt thì anh em xem cũng như là chia sẻ các thứ giúp bọn tôi nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bài tên là gì á? Bài tên là Query ngọt ngào vị cherry. Đôi môi của em tỏa ra mùi hương thú vị. Tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt dùng. Hôm sau lại tiền bỉm sữa, tiền lãi ngân hàng, tiền đồ gia dụng. Chúc MV thành công anh nhỏ. Ôi, cảm ơn CL nha, cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều, nhạc tình yêu ấy mà. Nó cũng gần như là bài nhạc tình yêu, gọi là bài nhạc nhẹ nhàng, chiêu chiêu cuối cùng của tôi đấy các bạn ạ. Không còn bài nào chiêu chiêu kiểu như thế đâu nhá. Nó gần như là cái bài chiêu chiêu cuối cùng của tôi rồi đấy, còn không còn bài nào chiêu hơn bài đấy nữa đâu. Đấy. Street Dance á, có đây, ngồi nói chuyện tí đã. Ngồi nói chuyện với anh em vừa mới vào tí một khoảng 5 phút đi rồi xem Street Dance nhá, tại vừa mới xem xong ấy, bây giờ nghỉ tí rồi xem tiếp được không? Đó, cho anh em có khoảng thời gian nghỉ đi lấy nước, đi lấy đồ ăn đồ uống các thứ rồi vào xem Street Dance. Street Dance tập 3 nhá. Tuần trước mình xem tập 2 rồi thì tuần này mình xem tập 3 nha anh em.
anh Giai ra bài chưa? Chưa, mùng 1 tháng 6 cơ. Đấy, ừ, thì anh em ngồi nói chuyện tí đã, tôi đang định ngồi hỏi thăm anh em tí như nào. Đấy, tình hình là ngày mai các bạn biết rồi, lịch trình ngày mai thì các bạn biết rồi, cũng không còn xa lạ gì nữa rồi. Thì là ngày mai anh Khôi cưới vợ. Thì nói thật với anh em là tôi cũng có rất là nhiều những cái chuyện muốn tâm sự với anh em, có rất là nhiều thứ muốn kể, có rất là nhiều điều muốn nói sau 2 ngày đi qua MV. Thế nhưng mà do không được phép làm lộ những tiền, cái điện, thông tiền, tin nước, tiền sinh hoạt chung những cái hôm sau lại tiền bìm sữa, hình ảnh tiền lãi trong MV, tiền đồ gia dụng. Kìa, MV đầu tiên sao lại cuối cùng luôn rồi ạ? Mặt cười. Đầu tiên đâu, ý là đầu tiên theo cái phong cách đấy thôi, chứ còn nhạc thì nhạc, ý là nhạc ấy, chứ còn MV thì vẫn còn nhiều lắm, còn nhiều MV lắm, ý là nhạc thôi. Đấy thì không biết là nó sẽ như nào. Thôi bỏ qua đi, kệ, không nói về chuyện MV nữa. Ở đám cưới anh Khôi, tôi nghe bảo đám cưới anh Khôi tổ chức ở Sheraton các bạn ạ. Sheraton thì là xịn lắm đấy. Đám cưới tổ chức ở đấy thì xịn lắm ấy, nó phải gọi là hoành tráng luôn ấy. Kiểu chỗ đấy ngày xưa tôi đi chụp ảnh đám cưới cho khách ở đấy rồi, mà các bạn phải biết là nhá, tôi đến chụp ảnh cho khách đám cưới ở đấy đúng một lần duy nhất. Đúng một lần duy nhất thôi. Cái ngày hôm đấy tôi đi làm, tôi đi quay chứ không phải chụp. Tôi quay, lương của tôi được 2 triệu. Tức là sao? Tôi đi quay bắt đầu từ 5 giờ chiều, 4 giờ chiều cho đến 7 giờ tối. Lương tôi được 2 triệu. Đó, khi là tôi đi quay về xong rồi tôi trả file lại cho studio thôi, tôi được 2 triệu tiền lương. Khách tip 3 triệu. Đi làm được 2 triệu, khách tip con mẹ 3 triệu. Đấy, khách cưới ở Sheraton đấy các bạn ạ, VIP vãi lìn luôn, thề. Ừ, chú rể nhá. Đến lúc mà đám cưới tổ chức quay xong hết rồi, bọn tôi thì không ăn, bọn tôi rất lịch sự, bọn tôi không ăn. Rõ ràng là gia đình có một làm một mâm cơm, một à tức là một mâm cỗ để dành cho thợ chụp ảnh này, thợ quay phim này, bởi vì ekip đi thợ chụp đến khoảng 6 người cơ. Ekip 4 người cơ. Đấy, hai thợ chụp, hai thợ quay cơ. Đấy, thì là ekip 4 người lận. Thế thì có làm cả một mâm cỗ cho bọn tôi ăn, nhưng bọn tôi không ăn. Bọn tôi rất là lịch sự, bọn tôi rất là văn minh. Kiểu bọn tôi làm việc là làm việc, làm xong bọn tôi đi ăn uống sau, bởi vì bọn tôi không đói, bọn tôi đi làm bọn tôi ăn trước. Thế xong bọn tôi đến đấy bọn tôi làm, thì gia đình nhà cô dâu chú rể thì cũng trông cũng không phải là kiểu ăn mặc bị lồng lộn quá đâu. Khách khứa ăn mặc cũng rất là đơn giản thôi, cũng chỉ mặc vest các thứ đơn giản thôi, bình thường thôi. Thế nhưng mà không biết là nhà giàu. Nói chung xong rồi mới biết là nhà cô dâu chú rể giàu. Thế là bọn tôi đợi khách khứa ăn uống xong xuôi, bọn tôi đứng đợi ở ngoài sẵn rồi. Lúc khách ra check out, khách vào check in, bọn tôi đã quay chụp một lượt. Khách check out, bọn tôi lại quay chụp một lượt nữa. Các bạn hiểu không? Đấy, thế là hai lượt bọn tôi làm rất là nhiệt tình. Thế cho nên là cô dâu chú rể với lại cả gia đình cô dâu chú rể thấy kiểu rất là vui ấy. Bởi vì là đa phần là những người mà kiểu người ta lớn tuổi, người ta rất thích chụp ảnh. Đặc biệt là mẹ của chú rể. Tôi cứ lôi mẹ chú rể ra, tôi bảo cô ơi, cô cho con mấy vòng kiểu xoay xoay người các thứ để con quay ấy. Cô mặc hôm nay bộ đồ đẹp quá. Đấy, cũng khen. Phải thế chứ các bạn, đi làm mà phải khéo. Tôi khen vậy luôn. Cũng khen cô hôm nay mặc bộ đồ đẹp quá, nhưng mà công nhận là đẹp thật. Mặc bộ đồ mẹ mặc cái váy kiểu, mặc cái váy kiểu dạ hội ấy, trông đi bạn, đắt tiền vãi cứt ra. Đéo phải là nịnh đâu, nhưng mà trông đắt tiền vãi cứt, trông đẹp thật. Thế là quay các thứ mấy cảnh, thế xong rồi sướng. Đấy, thế là lúc sau khi mà bọn tôi xong xuôi hết rồi, thế bắt đầu là chú rể gọi đại diện hai người ra, một người quay một người chụp ra. Tip đi bạn, đưa 4 triệu cho chụp ảnh. Đây anh gửi các em. Hôm nay gia đình anh cũng nhiều khách khứa bận bịu quá, cho nên không lo chu toàn cho các em được. Thế thôi, các em đã không ăn cơm rồi thì thôi, các em cầm ít tiền đi ăn cơm nhé. Rút con mẹ 4 triệu ra đưa cho ông chụp ảnh. Đây anh gửi cho hai anh em chụp ảnh này. Đi con mẹ, bất ngờ vãi luôn, mà chưa bao giờ thấy đi mẹ khách nào tip thợ chụp ảnh 2 triệu. Vãi luôn, tip một ông 2 triệu. Xong rồi đưa tôi 4 triệu ở đây, hai anh em quay phim nữa cũng rất là nhiệt tình hôm nay rồi. Anh thấy mọi người chạy đi chạy lại cũng rất là vất vả. Đưa 4 triệu, ô vãi lờn. Sướng, sướng các bạn được không? Sướng vãi ổn, sướng. Thế là đấy, cầm tiền hai anh em bảo, ui địt con mẹ, bằng con mẹ ngày lương rồi còn đéo nữa. Thế là cầm tiền anh em vui sướng, bỏ cất, vừa cất vào ba lô, vừa cất đồ, đóng đồ cái. Mẹ cô dâu, à mẹ chú rể chứ. Ê, quang. Bởi vì bọn tôi phải giới thiệu tên để cho người ta biết, người ta xưng hô dễ mà. Chứ không kiểu bọn tôi không giới thiệu tên thì người ta chỉ biết là ê cháu quay phim ơi, ê cháu chụp ảnh ơi, các thứ như thế là không được đúng không? Riêng gia đình, riêng mình đã nhận chụp ảnh ở gia đình nào là mình đến chuyên nghiệp, là mình phải giới thiệu tên, tuổi, đấy, như nào để cho người ta dễ xưng hô. Đó, thế là quá.
Sao đấy hả cô? Lại quay lại chụp hả cô? Cô cần không? Con chụp đốt cho mấy kiểu. À, không, không chụp gì nữa, chụp thế là đủ rồi. Ra đây, ra đây. Rút ra 1 triệu cho luôn. Đây, thấy chúng mày không ăn cơm gì cả, thôi cầm mày cầm tiền đấy đi, tí nữa đi về tự ăn nhé. Đấy, cô hôm nay cũng hơi bận. Thế là thôi đi con mẹ, hôm nay đi làm đi phải được lương 2 triệu, được tip thêm 3 triệu nữa là làm 5 triệu. Vãi lồn, đi làm 3 tiếng được 5 triệu. Đấy là lần duy nhất trong cuộc đời tôi đi làm quay phim chụp ảnh mà đi làm 3 tiếng được 5 triệu. Lần duy nhất trong cuộc đời và trong nghề luôn. Thật sự. Là đi chụp ảnh ở cái đám cưới nhá. Chứ còn đi quay phim ở những chỗ khác thì lương nó sẽ cao hơn, nhưng mà đấy là đi quay cái đám cưới. Ư, sướng lắm. Ở Sheraton. Sheraton đấy nó là một cái khách sạn, nó nằm ở hình như là ở, nó nằm ở cạnh Hồ Tây thì phải. Tôi nhớ không nhầm cái view của nó ra hồ luôn mà. Đẹp lắm. Xịn xò ấy. Mai đấy biết mặc quần áo như nào đi ăn đám cưới đây. Lo lắng dã man luôn đây này, chết rồi. Mai không biết mặc quần áo gì để đi ăn đám cưới đây này. Căng. Ừ. Chết mẹ, đi ăn đám cưới mà cái chỗ mà kiểu nó sang chảnh lịch sự như thế thì mình chẳng nhẽ mình lại mặc hip hop à? Đúng không? Chẳng nhẽ lại mặc hip hop à? Mào phắc. Thôi, anh em trong team tôi chắc chắn là lại mặc polo. Dám chắc với các bạn luôn. Anh em trong team tôi chỉ có một phong cách đi ăn đám cưới là mặc áo polo thôi. Chẳng nhẽ tôi lại mặc polo tiếp á? Không. Không, thôi, mai tôi sẽ mặc một cái áo sơ mi ở ngoài, một cái áo như thế này ở bên trong nhưng mà là màu trắng, xong tôi sẽ sơ vin cái áo này ở bên trong, xong rồi cái áo sơ mi đấy sẽ khoác ở bên ngoài, xong mặc một chiếc quần cũng hip hop một xíu, đi một đôi giày, thế là xong. Được chưa? Được chưa? Ui, đi nhã trông công sở. Nhìn tưởng tượng tôi đã thấy đẹp trai rồi, mạo phắc. Mặc polo hoài chán rồi, mặc polo hoài chán lắm. Mình mặc polo hoài, mình phải mặc khác đi. Nóng á? Nhầm. Các bạn nhầm. Không nóng một tí nào. Bởi vì khi mà đã bước chân vào cái sảnh tổ chức của khách sạn, đám cưới của khách sạn Sheraton ấy, rất lạnh, trong đấy điều hòa nó xả cho thì thôi, mát rượi luôn, cho nên là đéo nóng một tí nào đâu. Đấy, lúc nào nóng thì mình cởi cái áo ra phát là xong, đúng không? Nóng phát mình cởi cái áo sơ mi ở ngoài ra phát là xong. Ới giời ơi. Chết con mẹ, mặc như thế thì đẹp trai hơn cả chú rể đấy. Mặc như thế thì đẹp trai hơn cả chú rể đấy, chết dở. Có nên thế không nhở? Có nên kiểu mặc đẹp trai hơn chú rể không nhở? Hay là mình mặc kiểu bình thường thôi? Mặc kiểu bình thường thôi nhở? Mặc áo, mặc như này thôi. Mặc như này thì lại bình thường quá. Mặc như này là không tôn trọng bữa tiệc người ta tổ chức ở Sheraton, nó sang chảnh như thế mà mình lại ăn mặc kiểu như này á? Không. Đấy, phải mặc kiểu đẹp trai. Mất hết tình anh em à? Không mất được. Căn bản là bình thường như này đã nhìn đã đẹp trai sẵn rồi, bây giờ lên đồ nữa thì thôi. À. Sao? Đẹp trai thật mà, đẹp trai chú rể thật đấy, đùa đâu.